trộm xong hối hận trả lại tiền, ra tòa ngồi xe lăn khóc. Ngày 25 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Huy Định, sinh năm 1997, quê quán Tiền Giang 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận với hành vi phạm tội của mình và đã hoàn trả tài sản, nên chiếu cố phần hình phạt. Tại phiên tòa, bị cáo Định bật khóc xin được án nhẹ để sớm được về với gia đình điều trị đôi chân. Định học hết lớp 12 thì nghỉ học giúp gia đình. Từ năm 2016 đến 2018, Định đi hợp tác lao động tại Nhật, sau đó quay về nước chữa bệnh. Tại tòa, luật sư và Định đều cho rằng bản thân bị cáo không có ý định trộm cắp. Ngày xảy ra sự việc, vô tình qua trò chuyện, Định biết được địa chỉ nhà bị hại. Định đến ban đầu với ý định xin việc làm để có kinh phí mổ chữa bệnh lần 3. Cho phút bồng bột vì hoàn cảnh đang túng quẫn, Định mới gây ra chuyện. Cáo trạng viện kiểm sát xác định ngày 5 tháng 1 năm 2019, Định gặp ông Machiba Ramasakazu, sinh năm 1948, quốc tịch Nhật Bản, tại một quán ăn ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Biết tiếng Nhật, Định đến nói chuyện với ông Machiba ra. Một lát sau, ông Machiukazu lên xe ô tô đi về, Định vội vã bám theo và biết nơi ở của ông ở chung cư Riverside Residence. Hai ngày sau, Định bắt taxi tìm đến căn hộ của ông rồi leo qua cửa sổ phòng tắm vào nhà. Sau khi cuộn chiếc két sắt, hai máy ảnh cùng một số tài sản khác, Định lấy quần áo của nạn nhân mặc vô rồi điềm nhiên rời khỏi căn hộ bằng cửa chính. Trộm được khối tài sản, Định đi thẳng ra sân bay, đóng gói toàn bộ hành lý với ý định xuất cảnh ra nước ngoài theo visa được cấp trước đó. Tuy nhiên, khi vào khu vực ga quốc tế cân hành lý, chiếc két sắt vượt quá trọng lượng quy định nên Định đón xe quay về quận Tân Bình, thuê khách sạn nghỉ. Đến ngày 8 tháng 1 năm 2019, Định mang số tài sản lấy được về quê ở Tiền Giang, thuê phòng trọ rồi dùng máy mài phá két sắt. Định thấy bên trong có hơn 7.000 USD, 52.000 yên Nhật và một số tài sản khác. Sau khi mang 200 USD đổi ra tiền Việt, tiêu xài cá nhân, đột nhiên Định bỗng hối hận, muốn trả lại tài sản cho người bị hại. Định tìm mua thùng xốp rồi cho toàn bộ số tài sản trộm được vào đóng kín lại, mang lên bỏ vào thùng xe ô tô của công an phường Phú Mỹ quận 7, kèm theo mảnh giấy ghi nội dung nhờ công an trả lại tài sản cho ông Machiukazu. Chưa hết hối hận, tối ngày 9 tháng 1 năm 2019, Định đã tới cơ quan công an quận 7 đầu thú. Bắt một cán bộ thú y liên quan vụ mưu trinh trẻ em ở Ba Vì. Ngày 24 tháng 2, công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra đường dây mua bán trinh tiết trẻ em ở địa phương này. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết, cơ quan công an đã bắt một cán bộ thú y có liên quan đến vụ mua bán trinh này. Còn bà Đặng Kim Tuyến, phó trưởng phòng và TT huyện Ba Vì, cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy một số học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông dân tộc nội trú liên quan sự việc. Theo bà Tuyến, một số em có hoàn cảnh gia đình éo le, thiếu sự chăm sóc giáo dục của bố mẹ, lại ở vùng sâu, xa nên các em bị đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo. Giáo viên từng thấy hiện tượng học sinh lên taxi lạ ở gần trường. Sau đó, nhà trường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, huyện để chỉ đạo điều tra. Trước đó, ngày 12.13 trên tháng 1 năm 2020, kênh VTV24, Đài truyền hình Việt Nam đã phát phóng sự nghi vấn nhiều trẻ em bị ép vào đường dây mua bán trinh tại Hà Nội và hé lộ chân tướng của những kẻ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Hà Nội. Theo các phóng sự này phản ánh, nhiều học sinh lớp 9 tại huyện Ba Vì bị ép vào đường dây mua bán trinh và bán dâm theo dụ dỗ của những kẻ môi giới. Đến ngày 14 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản giao Giám đốc Công an thành phố xác minh, điều tra vụ việc theo thông tin báo chí nêu. Cảnh sát nổ súng ngăn chặn hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Sài Gòn ngày 24 tháng 2, Công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra truy xét hai nhóm thanh niên dùng mã tấu, bom xăng tham gia hỗn chiến với nhau trên đường khiến nhiều người hoảng sợ ở khu vực.
Theo đó, sáng cùng ngày, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cầm hung khí, mã tấu đuổi chém nhau trên một cây cầu. Sau đó, nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Qua tìm hiểu, sự việc trên diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 ở tại cầu Chánh Hưng, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hai nhóm thanh niên theo mã tấu, ba chĩa, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến trên cầu Chánh Hưng. Ảnh minh họa đúng lúc này, tổ 363, công an quận 8 tuần tra phát hiện, nổ súng chỉ thiên để giải tán. Hai nhóm thanh niên vội vứt mã tấu hung khí tìm cách tháo chạy tán loạn. Tại hiện trường, công an thu giữ 6 cây kim loại dài 2m, loại 3 chĩa, 2 chĩa, 2 cây dao tự chế dài 1m, 3 cây mã tấu, 1 bom xăng và 2 xe máy. Đà Nẵng đối mặt với nhiều chuyến bay đến từ vùng dịch Hàn Quốc. Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, địa phương đang lên phương án bố trí chuyến bay đưa 20 hành khách Hàn Quốc về nước nếu họ có nhu cầu. Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, nếu những du khách này không có nhu cầu quay về, sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Trước đó, chiều 24 tháng 2, Đà Nẵng khởi động quy trình tiếp nhận 80 hành khách trở về từ Jeju, Hàn Quốc và phân loại ngay tại chân cầu Thanh sau khi máy bay hạ cánh. Trong đó, có 58 người Việt Nam, 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan. Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP, các đơn vị y tế, hàng không và bệnh viện phổi để tổ chức cách ly ngay tại sân bay. Cũng trong 58 người Việt Nam, có 57 người sức khỏe bình thường được đưa về cách ly tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự TP và một người có dấu hiệu sốt được điều trị cách ly tại Bệnh viện phổi thành phố. Với 22 người ngoài, khi được đưa về Bệnh viện phổi TP để cách ly, ban đầu họ có phản ứng không muốn vào. Tuy nhiên, sau khi các đơn vị phối hợp với lãnh sự quán Hàn Quốc, vận động thì họ đồng ý tạm thời ở bệnh viện để cách ly. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang tìm kiếm địa điểm thích hợp để điều chuyển 22 người nước ngoài nói trên về cách ly. Đáng lưu ý, hiện nay, Đà Nẵng đang phải đối mặt với rất nhiều chuyến bay đến từ Hàn Quốc từ ngày 9 tháng 2 tới nay. Vì vậy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, chiều 25 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức rà soát lại toàn bộ các khách sạn, địa điểm du lịch có hành khách từ các vùng dịch để cách ly theo quy định, dự kiến số lượng sẽ rất lớn. Chính quyền TP cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ làm việc thêm với lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng để phối hợp làm sao vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo vấn đề ngoại giao trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ Y tế tạo điều kiện để Viện Pasteur Nha Trang phối hợp, hỗ trợ trong quá trình xét nghiệm COVID-19 cho Đà Nẵng. Let's look at why.